Quý vị biết á, tiền là nó biểu hiện cái gì? Tiền là biểu hiện của phước, quý vị nhớ nha. Quý vị đang xài tiền là quý vị đang xài phước, nhớ vậy đó. Ở nhà quý vị á, nếu quý vị chuẩn bị xây một căn nhà, quý vị mua một cái xe đắt tiền, hoặc quý vị làm một cái gì đó mà quý vị phải bỏ cái số tiền ra để mình hưởng cái đó đó. Quý vị xây một căn nhà để quý vị ở cho đàng hoàng đúng không? Cho ấm cúng đúng không? Hoặc là quý vị mua một cái xe để quý vị đi đúng không? Là quý vị đang lấy phước ra quý vị dùng. Cho nên ở đây, khi quý vị có tiền là quý vị có phước. Quý vị phải dùng làm sao cái số tiền đó nè, một phần để chi cho cuộc sống của mình về cái nhu cầu, là mình mất phước rồi. Mình phải tìm cách nào đó để mình bù lại cái gốc của mình. Chứ nếu mình không biết á, mình cứ dùng cho mình ở nhu cầu thôi, mà nặng hơn nữa là mình dùng ở cái phần hưởng thụ nữa, thì khi mà hết phước đó là quý vị không thể có tiền nữa. Cho nên nếu mà đúng, quý vị hiểu đúng, khi mà có tiền á, có tiền là có thêm cái gì? Có tiền là quý vị phải có thêm trách nhiệm. Có tiền là có thêm trách nhiệm. Có tiền là có thêm gánh nặng. Nhớ rồi đó. Cũng là đồng tiền quý vị không biết dùng, quý vị đi xuống. Cũng là đồng tiền quý vị biết dùng, quý vị đi lên. Thấy không? Tiền là một tờ giấy thôi, nó không quan trọng ở cái chỗ tờ giấy, nhưng mà nó quan trọng phía sau tờ giấy. Cái tờ giấy đó làm cái gì? Cái tiền là tờ giấy đâu có làm được không? Nhưng mà cái phía sau cái tờ giấy đó, nó có cái gì? Nó có cái lực của nó, phải không? Nó có uy của nó. Vậy thì á, nếu mà mình biết dùng, là mình cầm tiền là cầm thêm trách nhiệm, cầm tiền là cầm thêm gánh nặng. Thì bây giờ có người hỏi nè, dạ thưa thầy, con cầm thêm tiền, con cầm thêm gánh nặng, vậy là con có nhiều tiền, con có gì gánh nặng hả thầy? Thầy nói chính xác. Có tiền là có thêm gánh nặng. Nếu quý vị không biết dùng tiền đó, cái gánh nặng nó sẽ đè quý vị đi xuống luôn. Tại vì có tiền đó, mình sẽ có nhiều cơ hội để mình làm nhiều việc. Mà nhiều việc đó không đúng, thì nó đè mình xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nghe để ý à, có những khi mình không có tiền, mình không làm được nhiều việc xấu, đúng không? Mình có tiền rồi, mình mới có nhiều cơ hội làm việc xấu. Có những khi mình không có tiền, mình không có cơ hội làm việc phước. Nhưng khi có tiền rồi, mình mới có cơ hội để làm phước. Cho nên ở đây, ai mà đang nghèo á, thầy nói nếu không phải kiếp này thì cũng là tiền kiếp mình đã từng phung phí về tiền bạc. Phung phí về tiền bạc. Cái người mà có phước về tiền á, thầy biết không, là cái cuộc sống của mình không bao giờ mình sợ nghèo hết trơn. Lạ kỳ gì đó. Từ nhỏ đến giờ không bao giờ sợ nghèo. Đụng cái gì làm ăn dễ thành công đó. Cho nên hiểu được cái điều này, quý vị không có bao giờ đâm đầu đâm cổ để làm có tiền. Mà ở cái góc là gì? Mình phải làm cái gì để cái nhân nó sinh ra tiền, tức là cái phước về tài sản. Thì trong một trong những cái phước để sinh ra tài sản, nó là cái gì? Đó là cái gì? Là bố thí. Là bố thí. Cho nên cái người mà hiểu đạo á, là muốn giàu thì cái người đó phải tìm cách bố thí cái đó. Còn mình á, trời ơi tại sao tôi cố gắng hết sức rồi mà tôi chưa giàu. Còn cái người mà hiểu đạo á, thì mình sẽ đặt lại câu hỏi, trời ơi mình bố thí chưa đủ thôi, mình chưa giàu. Đó, mình đặt lại câu hỏi ngược lại liền. Mà cuộc sống mình lỡ như là đó, lỡ mình đang giàu á, thì mình phải lo cái lúc mà mình đang tăng, thấy không? Nhớ không? Còn lỡ mình đang nghèo thì mình phải tâm tâm niệm niệm giàu có sẽ ập đến bất ngờ. Giàu có ập đến bất ngờ. Thật sự đời vậy đó. Đôi lúc mình nghèo mình mới làm được nhiều việc. Cái gì đó cũng có cái giá đó. Nhưng ở đây á, thì thầy muốn quý vị giàu. Tại sao? Thường thường quý vị nè, hồi nãy thầy nói con người mình có bản năng đúng không? Bản năng hưởng thụ. Mà thường khi mình có tài sản rồi thì mình dễ thích hưởng thụ đúng không? Nhưng tại sao thầy lại muốn quý vị giàu để quý vị hưởng thụ? Tại vì thầy tin rằng khi quý vị có lý trí, quý vị biết Phật pháp rồi, quý vị cầm tiền, quý vị có trách nhiệm. Cái người mà không có lý trí đó, cầm tiền dễ đi xuống lắm. Cái người mà có lý trí rồi cầm tiền là cơ hội để quý vị đi lên. Chết mình không có mang theo tiền, nhưng chết thì mình mang theo phước. Tiền có thể làm ra phước, tiền cũng có thể làm ra tội. Cái người có lý trí rồi dùng cái đồng tiền đó để tạo phước. Cái người mà không biết, sống theo bản năng, dùng cái đồng tiền đó để tạo ra tội. Quý vị có học có tu rồi, thầy tin rằng khi quý vị cầm đồng tiền, quý vị sẽ biết dùng nó đúng chỗ.